Ơi, một cái nỏ. Ui, gì đây? Ui. Trời ơi, đầu xanh, một cái nỏ đẹp quá anh em ơi. Đầu xanh. Trời ơi, một cái nỏ quá đẹp luôn, thiên xài luôn. Vãi nồi server này rất đồ ngon vậy. Anh em xem này. Trời đất ơi, đây cho anh em xem một cái nỏ quá chắc luôn em ơi, nô một server. Ngon thiên xài luôn. Trời đất ơi, đây đây cắt ngay gấp. Vãi cái nồi, một cái nỏ mắt đẹp luôn anh em ơi. Một nỏ sát thương lý nồi cầm cho thiên luôn, vãi nồi. Quá đẹp. Trời ơi, còn gì bằng anh em. Rất mẹ xem nào. Đây. Vãi cái nồi mới rất là thầy luôn anh em. Trời ơi, vô mạnh anh em ơi. Thiên xài luôn nha anh em, dòng 2 cũng được anh em à, quất hết. Dòng 2 cũng được. Quá đẹp. Trời ơi, một cái nhẫn không còn gì phải bàn nữa anh em ơi. Quá chắc. Ok anh em mà quan. Sắc thương lý nồi còng 159 nảy tưởng cái 59 thôi anh em. What the hell. Nó một. Đẹp thiên luôn. Quá chuẩn luôn. Quá đẹp. Quá đẹp. Vãi cái nồi. Tiền về. Không nhưng mà khả sai luôn anh em ơi. Nó một rồi anh em. Trời đất ơi, vãi cái nồi. Mới đăng em nãy anh em khả đỡ quá anh em xem không? Đang chăn bình thường khả nhìn lại khả thấy cái nồi thôi. Ok, chết thử gì đâu. Ngon vãi nồi. Không, cái này đỡ xài em ơi, không bán. Cái này là hàng nô anh em ơi, đậu xanh. Trời ơi. Sắc thương một lý 159 là thiên mang là bao chắc luôn em, không còn gì phải bàn nói thiệt anh em luôn. Thiên mang bao chắc luôn. Nếu mà theo kiểu này thì khả sẽ đi theo set vũ khí set vũ khí kim và sẽ là cái nón set vũ khí kim thì sẽ là giày giày nữ chón dòng 1 và nhẫn chón dòng 1. Ok, đúng chưa? Và sẽ mang nón hộ mộc và áo hộ thổ và dây chuyền hộ thổ. Đó, trời ơi, cái hướng lên đồ rồi. Ngon ngay anh em. Rao bán hả? Trời ơi, cái này rao bán lên chắc nhiều quá. Sắp thêm một lý nội công 159 cho Thế Yên trưởng. À, được rao lên cả, rao lên khoe anh em ơi. Quá ngon, được rao khoe rồi. Trời đất ơi, quá đẹp luôn. Không còn gì phải bàn. Hãy rao lên khoe coi. No 1 server luôn. Nói thẳng là cây này là no 1 server luôn. Thiên trưởng vào. Thiên trưởng vào việc. Đây. Auto rep play. Xin giá được đi em lại nha anh em. Đó. Lên hàng một phát một. Tiếp tục phát thứ hai. Đó là thằng thị môn phái. Đó, ok, từ tiếu ra xí rồi tiếp. Đó, anh em thấy chưa? Đó, anh em thấy chưa? Mới cánh cục quá tử này mới được nữa hai cục, tốn hai cục quá tử rồi anh em. Đó, đậu xanh. Thôi vãi rồi. Một kim. Quá chắc luôn anh em ơi. Trời ơi, ngon vãi rồi. Đang đứng giao dịch kim cho anh kia, ở Lâm An Bắc. Bật cho anh em xem thiếu lâm. Vãi nồi rẹt. Quá thơm. Có hướng lên đồ anh em ơi. Cái này cầm vào tống kim đánh vào chất anh em ơi. Cái nỏ anh em ơi. Cái nỏ sẽ thùng lý 159 điểm. Trời quá đẹp. Thì không còn gì phải bàn anh em thiệt luôn. Quá chất luôn. Quá đẹp. Quá đẹp anh em ơi. Quá đẹp. Thiệt này cái vũ khí này server thiên trưởng rất là cần luôn. Khải bảo đảm với anh em một câu luôn. Đậu xanh. Hàng đẹp anh em. Trời ơi, quá ngon. Trời ơi, có cái này đánh tấm kim vào phơ nè em ơi. Không, cái này sao một kim được anh em. Server cũ kia bên server hành sơn kia, server kéo xe kia bán được 5 đến 10 kim. Server này sao một kim được anh em. Server này server tây mà thí rất là cần luôn nha. Bảo đảm anh em server này rất là cần. Nhưng mà Khải không có bán, Khải chỉ ra cho thôi. Khải không bán nè em ơi. Khải quyết định là không bán cái này. Khải sẽ sai sập server đó. Không bao giờ Khải bán. Khải bây giờ Khải sẽ tìm cái giày tốc độ di chuyển và chón dòng 1 đó, và một cái nhẫn chón dòng 1 là ok, còn lại là mang làm 180 quốc tống kim bay nóc vậy thôi. Nếu mà biết cách chơi thì build đồ rất đơn giản luôn nè. Thơm nha anh Khải, quá thơm. Đồ nãy mới bói đồ cho anh em xem nè, toàn sinh lực cao thôi đó. Phải cánh quốc tưởng mà anh em thấy chưa, đồ mới bật qua ngon lành luôn. Cái băng rồng không xa đường nha anh em, chỉ là đường môn nọ, đường môn bom với lại thiên trưởng thôi, đường môn bom với thiên trưởng thôi. Đường môn bom với thiên trưởng thôi anh em ơi.
À, cái gì đây? Nó ép vô liền kêu nhanh mắt lắm Khải ạ. À. Quá đẹp. 15 kim, không được, không được. Không được, không 15 kim. 15 kim anh em có người trả 1 triệu ấy. Không, không được bạn ơi. Có người trả 15 kim ấy. Không được, không được. Sao mà bán được 15 kim anh em tầm này thì Khải đánh tầm kim khỏi khỏi nói luôn nữa. Quá phê, quá phê, quá phê. Cấp 80 cày mấy ngày và cấp 80 à, nếu cấp 80 mà anh em lo liền kêu thì nếu anh em liền không liền kêu thì anh em cày khoảng tầm 2 ngày và cùng với giả tẩu này nọ các kiểu thì khoảng 2 ngày lên 81 nè. 20 kêu còn chưa bán thêm. Đang like 30 vạn nha. Đà thành bách. Được rồi. Qua đây. Quá thơm trời ơi. Quá chắc. Không còn gì các bạn nữa. Ok, suốt ngày xem like. Đây mà bảo nhường cho một tọa độ. Hit. Thải. Có 4 tọa độ à. Ít. Hôm ít hôm nữa xe Khải mắc kêu lên 8 ạ à, là 4 tọa độ là vừa giờ thì không sao cứ mắc kêu cả xe 8 là cho anh 4 tọa độ đó. Quá ngon em ơi, trời ơi lần đầu tiên trời ơi vãi nồi. Một cái nó quá đẹp. Đây 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 nè mày. Cái gì vậy? Ngay nè. Rồi. Lấy tiền vàng chan em 200 xu. Quá ngon. Hết đen rồi em, lần đầu tiên chan được món đồ luôn nè. Chạy tỏ đồ nào đẹp hơn đây. Ba tọa độ bán ạ thua không có gói bán đâu. Quá ngon luôn nè em ơi. Lần đầu tiên luôn đậu xanh cho được món đồ thì đúng phải phải gọi là đẳng cấp anh em. Trời cái này mà nội lực 126 nó đẹp luôn nè. Má cái nội lực 26 rồi. Cái này mà nội lực 126 là quá đẹp luôn. Không gì không còn gì phải bàn. Nội lực 26 thì cũng được thôi mà hơi ít một chút. Một chút. Quá tròn thôi chứ còn thì Khải không bán đâu, phải được đỡ Khải xài nữa, không còn bán đâu. Không bán đâu. Server này rất là nhiều thí dân trưởng rồi nè, rất là nhiều thí dân trưởng ở giai đoạn này luôn. Và cả sau này cũng vậy, Khải bảo đảm anh em server này, cả sau này cũng vậy. Thiên nhẫn nè, thiên nhẫn nè. Rồi thiên nhẫn nè, xong rồi đến thí dân trưởng. Ok, anh em xem video thì đừng quên đưa lại cho Khải một like, một chia sẻ nha anh em ơi. Video này là nói chung là lần đầu tiên trang được món đồ khá là êm anh em ơi. Chung là chắc Khải để dành Khải xài thôi. Và Khải thiếu yên trưởng mà, chắc Khải để xài thôi. Và Khải xin phép ở video tại đây nha. Và chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye mọi người. Hiện tại đang liền kill anh em ơi. Mới mười mấy kill, 14 kill thôi.